Con chào bác ạ. Vâng, chào anh. Bác kể cho con biết về địa chỉ, họ tên của bác ở đâu. Vâng, tôi là Nguyễn Đình Ngân. Dạ. Địa chỉ thôn Bầu Bò. Dạ. Xã Quảng Phú Cầu. Dạ. Huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Vâng. Bác nói cho con biết về quá trình bệnh tật của bác và đau đớn như nào ạ? Bệnh tật của tôi là trước khi bắt đầu đau thì là bắt đầu đi lại không được. Dạ. Bác bác kể tỉ mỉ sâu cái triệu chứng đau của bác ạ. Chứng đau của tôi là đi là sau khi là tôi đi chăn bò. Dạ. Cảm thấy là chân nó bị rút. Dạ. Còn bác rút bên nào nhiều? Bác rút bên nào? Cả hai chân. Cả hai chân. Sau khi tôi rút cả hai chân đau không đi được nữa. Dạ. Tôi bắt đầu phải dừng lại. Bác đau như vậy được bao nhiêu ngày ạ? Tôi đau đấy như vậy là 1 tháng rưỡi. Vâng, kéo dài 1 tháng. Kéo dài 1 tháng rưỡi. Bác đau về ngày, đau về đêm nhiều ạ? Đau cả ngày cả đêm luôn. Vâng. Thế là hai chân là không đi được. Vâng. Bước xuống phải nằm tại chỗ để ăn cơm. Vâng. Và sau khi về ho cũng đau. Vâng. Sau khi bác đau nhiều như vậy thì bác có đi chụp chiếu ở đâu không ạ? Thế là sau khi mà đau nhiều quá thì tôi mới bắt đầu đi ra viện. Dạ. Viện 16A. Dạ. Rồi chụp chiếu ở CT. Dạ. Thì mới bắt đầu mới phát hiện là chính xác là cái là thoát vị đĩa đệm, 3 đĩa đệm. Dạ. Từ N mấy bác? N1 đến N4. Dạ. Sau khi bác đi chụp chiếu và bác biết đích xác về bác bị thoát vị đệm rồi. Bác có điều trị ở viện hay ở đâu không ạ? Có, sau khi là tôi đã thấy là tình hình là như vậy là thoát vị đĩa đệm rồi, xong là nằm ở bệnh viện 103. Dạ. Là mất 15 ngày. 15 ngày. Không đỡ. Vâng. Sau khi là đang giới thiệu tôi là thứ hai để lên bàn mổ. Dạ. Thế là tôi bảo gọi điện về nhà, thế là vợ bảo thôi thì ông về. Không mổ xẻ gì thì về để thôi thì chữa chạy kiểu khác thôi. Dạ. Thế là tôi bắt đầu ngay chiều hôm thứ bảy, thế là tôi xin các bác sĩ là tôi về ngay. Dạ. Thế sau khi tôi về thì tôi mới tìm hiểu ra là chú Mỹ. Dạ. Ở cùng xóm, cùng thôn. Dạ. Thế là mới tôi mới nhờ chú là bác Mỹ. Bác bị làm sao hả bác? Bác Mỹ bác bị làm sao? Bác Mỹ giới thiệu cho cũng là thoát vị đĩa đệm. Dạ. Và bị đau đớn là cũng đi không đi được. Dạ. Thế là sau khi là chữa bệnh ở chỗ các anh rồi thì là tôi mới hỏi thăm đến. Dạ. Thế là chú mới dẫn tôi vào. Dạ. Thế là tôi thì gặp là các anh là tình hình tôi mang phim mà kể chuyện lại các anh, thế các anh mà thôi cái này thì là chữa được cho bác. Thì sau khi là tôi bắt đầu là lấy thuốc rồi là lấy thuốc đắp lưng rồi là thuốc của các bác cho. Dạ. Là về uống chỉ có trong vòng như vậy là 7 tháng. Dạ. Là bắt đầu tôi cảm thấy là người dễ chịu. Dạ. Khoan khoái. Con muốn hỏi thêm là sau khi bác uống thuốc nhỏ con bằng phương pháp cả đắp cả uống thì mới đầu bệnh của bác có đau lên hay giảm không ạ? Dạ, sau khi là uống thuốc của các anh ấy thì là bắt đầu tăng lên. Dạ, bác tăng được mấy ngày? Đau tăng mấy lên ngày? Được 3 ngày. 3 ngày. Thế là tôi lại thấy là nhẹ đi và cảm thấy người lúc đấy là cựa quậy được. Dạ. Sau khi bác chưa được chỉ nhà thuốc chẳng con thì bác cũng đi lại sinh hoạt mọi thứ có bình thường ạ? Dạ, sau khi là chưa uống thuốc của nhà thì là không đi lại được. Không đi lại được. Về từ ở bệnh viện về là cứ phải làm thôi. Nằm bò được. Vâng, nằm ở trên giường đúng không ạ? Vâng, nằm trên giường mà nói to không nói được mà. Vâng. Ho cũng khổ. Ho nó rút cái. Vâng. Cột sống, rút cái chân như là chuột rút. Vâng. Luôn. Bác đau như vậy có kéo dài không ạ? Tôi đau thế là kéo dài như vậy là phải 2 tháng. Hai xong tháng. Mới lại vào các anh. Vâng. Bác lúc bác đau nguy kịch như vậy thì bác có thấy cái tư tưởng có chán nản không ạ? Nhà tôi tư tưởng thì không chán nản, lúc đấy. Vâng. Là thôi thì ở bệnh viện về thì cố gắng là phải đi tìm chỗ khác thôi. Dạ. Vẫn cứ là vợ chồng động viên. Chỉ định nhau. Ở viện đã mổ phải không ạ? Vâng. Vâng. Viện sau này. Khi bác không mổ bác về nhà được người quen mách. Vâng. Và đến nhà thuốc thường con. Vâng. Bác điều trị bao nhiêu tháng thì bệnh của bác khỏi hoàn toàn ạ? Tôi điều trị đấy như vậy là có 3 tháng. 3 tháng. Thì là bắt đầu là 40 tháng. Dạ. Của các anh gia đình như vậy các sếp là cho tôi vào uống. Dạ. Thế là về thế là sau khi mà uống thuốc hết 40 tháng thì người thì bắt đầu trở lên như vậy là ngon nghẻ mà đi lại là rất dễ chịu. Vâng. Thế là bác làm việc bình thường ạ? Dạ làm việc thì bình thường ạ. Dạ. Làm việc thì đến hiện nay bây giờ là làm việc rất bình thường từ khi. Dạ. Nào
uống chữa thuốc bắc của các anh đấy thì rất là nhẹ nhàng mà. Bao nhiêu người hỏi thăm đến tôi thì tôi toàn bác đấy. Sau khi bác khỏi bệnh như vậy thì bác khỏi được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ tôi là khỏi là phải hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm rồi ạ. Vâng. Trong suốt 5 năm đó thì bác có điều trị bất cứ loại thuốc nào ngoài nhà thuốc của chúng con không ạ? Dạ như vậy trong khi 5 năm đấy hết rồi thì là không bị đau đớn rồi thì tôi không bao giờ điều trị thuốc gì. À là khỏi hoàn toàn rồi. Khỏi hoàn toàn luôn. Bác làm việc bình thường chưa? Vâng ạ. Tôi làm việc rất là bình thường. Dạ. Và nói chung là nghề, đi lại bình thường. Nghề của bác làm nghề gì ạ? Tôi thì làm đủ thứ nghề lắm. Dạ. Tôi làm thì là đi vác vầu rồi là dạ. Đi lại rồi trèo lên cây cột điện để dạ. Sửa chữa điện. Dạ. Còn là bác làm việc thông thường. Các việc linh tinh. Đa dạng việc. Đa dạng việc. Bác còn làm việc nặng nhọc thì bác còn đau đớn chưa không ạ? Dạ khi sau khi là làm việc đi gặt đi gánh lúa lên bờ thì không dạ. Có ảnh hưởng gì. Dạ. Trong suốt hơn 5 năm trong qua. Trong suốt hơn 5 năm rồi đến dạ. Hiện nay đến bây giờ. Dạ. Từ khi đấy từ khi uống thuốc xong là đến bây giờ là nói chung là con người là rất là thoải mái. Chân tay là không bị trái gió rời không bị sao. Vâng, không còn đau đớn gì ạ? Không đau đớn gì. Vâng. Còn xin hỏi thêm bác là cái chứng đau ấy thì bác đau nặng như vậy thì lúc bác đi lại có phải người nhà dìu biết đi lại không ạ? Dạ là cái lúc mà đau đớn đấy thì tôi thì cứ là thôi người nhà muốn đi công tác thì thôi thì tự lấy bô thôi dạ. Nằm nghiêng dạ. Mà sử dụng mọi sinh hoạt là toàn nằm để dạ. Để ăn thôi dạ, ăn. Ăn nghiêng nằm xong là không thể co được chân không dạ. Thể cựa được vâng. Không ngồi được to, không nói được dạ, không ngồi được vâng chỉ có chỉ trỏ với vợ là lấy cái lọ kia thôi nhưng mà... Mọi sinh hoạt đều ở trên giường hết vâng mọi sinh hoạt trên giường mà chai thuốc sắc cho các bác cái cấp đấy thì là toàn đưa vào chai nửa lít dạ. Xong là lấy cái vòi và cắm vào cái lỗ đấy xong là cứ với lên là khắc uống dạ, liên tục uống vâng. Bác uống trong vòng 7 ngày bác giảm đúng không ạ? Dạ vâng ạ đúng. Và tất cả quá trình điều trị là trong vòng 3 tháng vâng, cả đắp cả uống vâng cả đắp và cho nay bác khỏi được hơn 5 năm rồi. Dạ vâng ạ đúng mà rất là mừng chưa? Vâng. Thay mặt nhà thuốc, con hỏi thêm là bác cảm nhận về thuốc nhà con điều trị bệnh có hiệu quả không ạ? Dạ tôi thì cũng là riêng tôi và riêng các người nữa mà lấy thuốc của gia đình. Dạ. Ông Đại Văn Thạc đấy thì tôi nói là phải nói là rất là hiệu nghiệm. Dạ. Nếu không hiệu nghiệm thì tôi lại bây giờ không tồn tại và không đi lại được. Dạ. Mà tất nhiên là rất nhiều người là cũng đến gia đình mà cũng là chính là đến hỏi thăm tôi mà tôi đã cũng... cho địa chỉ và về nhà rất nhiều người ta uống cũng là hoàn toàn là đi lại ngon nghẻ hết. Dạ, là khỏi bệnh hết. Dạ vâng đúng. Vâng. Ở trong cái xã này nhiều lắm. Dạ. Nguyên cái thôn này thì tận 4-5 anh. Dạ. Nào anh Cư, nào anh Thái, nào anh Mỹ, nào cô Niên. Dạ. Nhiều người vào đấy lắm. Vâng. Còn nhiều người nữa thì là uống thuốc là rồi là bệnh là cột sống này. Dạ. Rồi là bệnh bị rút chân này. Dạ. Bệnh bị phù này. Dạ. Tôi thấy là đưa vào đấy thì là nói chung là toàn là gia đình là mấy cái ca rất hiệu quả cho thuốc là hiệu nghiệm hết. Dạ. Thì cho nên là riêng đấy thì tôi này rất phấn khởi là thôi thì gặp thầy gặp thợ mà thuốc và uống và nó là chuẩn. Dạ. Không có thì tôi thì không thể đi lại được mà lúc đấy là tưởng là tôi thì kiểu này là chết. Dạ. Mà ông bố đẻ cho tôi bây giờ cũng là 92 tuổi mà bây giờ lúc đấy là đi lại được mà còn sang bảo thế con làm nào làm không thế là làm thì chết. Dạ. Với cả ông rất no cho và dạ. Rất no cho tôi. Dạ. Với cả bác cả. Dạ. Thế là mừng các chú em mấy các thím là cứ đến liên tục động viên tôi và xem chú xem là mà thôi đỡ rồi cứ yên chí. Dạ. Cứ nằm là sử dụng được thuốc này là ngọt rồi. Dạ. Mà sau khi 7 thang thuốc đấy mà tôi đã vơ được gậy chống mà tôi đi thấy chân nó còn đi được thì tôi à. Rất mừng mà à, sau vòng 7 tháng là bác chống gậy lại, chống gậy đi lại được đi lại ngon nghẻ và đi nói chung là đi từ từ dạ. Cho nó khỏi giật xong là bệnh nó giảm dần dạ vâng đúng vâng thì là tốt rồi vâng. Thì hôm nay con thay mặt thuốc để con cảm bác đã có chia sẻ con biết dạ, vâng. Về quá trình điều trị khỏi bệnh nhà thuốc cho con vâng. Thoát vị đẹp vâng. Bác đã khỏi hơn 5 năm rồi vâng. Thì con rất cảm bác nhé vâng. Chúc bác và đại gia đình nhà ta sang năm mới luôn mạnh khỏe nhé, làm ăn phát tài. Thôi thay mặt gia đình dạ. Xin chúc trước hết là dạ. Có bố, mẹ hai nữa là có các anh dạ. Với các chị phục dạ. Vụ
tất cả các mọi nơi mọi xuống là ở trong đại gia đình. Dạ. Là khỏe mạnh. Vâng ạ. Sang năm mới là làm ăn phát đạt. Dạ. Cầu tài được tài, cầu đắc đắc, cầu gì được đấy. Và dạ, chữa dạ. bệnh cho bà con các nơi các chú là về là thôi thì có sự là êm ái và khỏi bệnh. Dạ dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Dạ vâng. Vâng, vâng. Xin con chào bác ạ. Vâng ạ. Vâng.